Chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái máy Bosch 3200. Không gà thường là mình bán nhiều là cái Bosch 3100, mọi người biết đến nhiều là tại vì trên net công thức có chị dạy làm giò sống này nọ bằng cái máy Bosch 3100, mà mọi người chỉ biết đến là nó xay thịt băm, thịt nhuyễn rồi làm giò sống thôi. Mọi người không biết là, không để ý thì đúng hơn là nó cắt, có lưỡi cắt này nọ. Máy Bosch 3100 thì nó có hai cái lưỡi ngoài cửa, lưỡi bếp thì nó có thêm cái lưỡi nhựa để đánh bột. Bosch 3200 thì nó chỉ có một cái lưỡi bén này cắt thịt, cắt cá, rau củ gì nhuyễn thôi, này cái chục ha. Rồi nó cũng hai lưỡi là cắt lát, cắt sợi, để về cắt thì cái lỗ to hoặc là trở lại thì cái lỗ nhỏ. Còn cái kia là cắt lát, cái này là cắt sợi, còn một cái lưỡi kia là cắt lát. Mình để trong cái máy ở dưới nhà tầng hầm, mình không có đi lấy. Bữa nay mình làm cái món nào thì sẵn mình giới thiệu cái đó thôi. Ngoài ra Bosch 3200 nó có thêm cái cấu sinh tố. Nói chung thì mấy cái này nó tương tự, nhưng nó có thêm cấu sinh tố so với máy Bosch 3100. Tại mọi người thường hay bị lộn, ủa chị ơi, ủa em ơi, máy Bosch 3100 nó khác gì 3200? Thì thưa mấy chị là nó khác, có thêm cấu sinh tố. Thay vì cái Bosch 3100 có thêm cái lưỡi nhựa đánh bột, thì Bosch 2100 nó chỉ có một cái lưỡi bén, không có lưỡi nhựa, nhưng nó tới hai cái miếng cắt lát, cắt sợi. Còn Bosch 2100, Bosch 3100 thì có cái lưỡi đánh bột và nó chỉ có một cái cắt sợi thôi, một cái cắt lát, cắt sợi thôi, bên đầu cắt và trở lại rồi thôi hết. Và 3200 thì nó có thêm cấu sinh tố, nó tóm lại nó có thêm cấu sinh tố ha. Nói ngồi bị lộn, nhức đầu, nhũng não. Thì ngoài ra cái việc mà làm giò sống á, ai cũng biết rồi, mình cũng đã quay nhiều lần về máy Bosch 3100, 200, 4100 hay là Multitalent 8, thì có Bosch 501, 814, 844, 820, 865 ha. Nói chung rất là nhiều cái model là thường là ở Việt Nam hay làm giò sống thì nhiều, ai cũng biết rồi. Nhưng bữa nay tiên muốn giới thiệu với các bạn những cái chức năng khác như là cắt lát, cắt sợi nè, sinh tố nè, làm music này nọ nè, chứ đâu phải chỉ có xây được không đâu. Thì Tiên ở bên Tiên Store, hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z nha các bạn. Trang website của mình thì www.tienstore.net ha. Hay là vào hàng gia dụng Đức cũng được. Các bạn có thể comment mình ở phía dưới video, hoặc là gọi điện thoại, nhắn Zalo, số điện thoại ở Việt Nam ha. Ở phía dưới màn hình, dưới bấm mũi tên đi xuống sẽ có nhìn thấy hết nha. Rồi, bữa nay là đây, Tiên đã, hồi nãy đã cắt sẵn là cà rốt, khoai tây, củ hành tây ha. Mình muốn làm chả giò đi, thí dụ giờ Tiên muốn làm chả giò, Tiên muốn cắt lát, cắt sợi nó, hoặc là Tiên chiên, làm bánh hay làm nhân gì đó chẳng hạn. Thì thay vì ngồi cắt, sợ dài nó lâu lắm, bây giờ đưa vô máy chưa đầy một phút cho nó xong, nhanh gọn lẹ. Cái lưỡi này nó thật ra nó cũng hơi, cái lỗ hơi to, để coi cái lỗ, nó còn cái lỗ nhỏ hơn một tí nha, cái lỗ nhỏ hơn kia một tí. Mà bây giờ Tiên không có đi xuống tầng hầm Tiên tìm, tại Tiên bữa nay muốn sử dụng cái lỗ hơi to, còn cái lỗ nhỏ nữa thì bên này một hồi mình sẽ xài thử hai lỗ. Đây, quăng tay vô. Thời tiết bên đây nó lạnh lắm, âm 1 độ, lạnh lắm, chắc ăn đeo vô. Rồi, đổ nó ra. Đầu tiên phải gắn cái trục nó vô nha. Rồi, bây giờ nó có hai bề, muốn xài bề nào đây? Bề này thì cái lỗ này, bề ngược lại thì cái lỗ ngược lại. À, bây giờ Tiên thí dụ xài về lỗ to nè, bỏ nó lên đây, cái chỗ cái khớp này nè, cái vuông này nè, nó đi vô cái chỗ của trục nha. Giờ cái lưỡi này không xài, mình để qua rồi, liên điện rồi nhưng nó không chạy nha, mình nhắc lại lần nữa nha, nó phải vô cái khớp của nó. Trời,
mình đúng ra là cắt video nhưng mình không cắt, để cho các bạn thấy coi nhiều khi gặp trường hợp giống như mình, nó gắn không vô là nó bị vướng một cái chỗ nào đó. Mình thử lại, ví dụ cái khe này không được thì mình để cái khác rồi nó xuống, thấy chưa? Rồi nó nghe cái tắt nhưng nó vẫn chưa ăn điện là nó vẫn chưa vô được. Người tiên hơi gắn nó bị vướng, nó bị vướng ở chỗ này rồi đó. Tiên quay luôn cho mọi người thấy là khi tiên bị gặp trục trặc kỹ thuật là cái nắp này khi mà gắn vô, tại vì có nhiều khách nói máy này nó hư, không phải hư, đặc biệt cái hiệu Bosch á là phải vô khớp của nó mới ăn điện, nó mới chạy, nó mới hoạt động, chỉ cần không vô khớp này nọ thì phải lấy ra, nó có không cần biết gì hết, nó rà rà nó vô cái khớp của nó, miễn sao cái này nè nó phải vô cái lỗ cái này và nó nghe cái tắt thì mới được nha. Mình quay cho các bạn thấy luôn là khi mà gắn không vô hay là không ăn điện nó như thế nào, không phải là máy nó hư nha, nhà sản xuất họ cố tình họ làm như vậy đó. Đó thì phải vô cái đây khớp này nó hợp với chỗ cái chỗ tay cầm nè, nó nghe cái tắt thì bây giờ thì nó mới chạy nha, nó mới hoạt động hết. Đó, mở ra rồi gắn vô nghe cái tắt nha, cái này nó phải vô khớp, hoặc là thỉnh thoảng nó mình để nó không có ngay cái khớp hay cái mấy cái răng chỗ của cái nắp này à, ở đây nè các bạn thấy nó nè, nó không có vô mấy cái khớp chỗ cái răng này của nó thì nó sẽ bị lụp cụp nãy hoài mà không vô á, là tiên nãy cũng thỉnh thoảng cũng bị, không có để ý là sẽ bị á, thì á cái này không có gì không bình thường hết, nó bảo vệ an toàn, nếu mà không vô khớp có thể nó rớt ra bên ngoài thì nó sẽ nguy hiểm tới cái tay của mình lúc mà mình để đồ vô, với lại hoặc là con nít á nó phá của ba mẹ mình đang làm bếp, mình có điện thoại hoặc ai bấm chuông mình chạy ra nó vô nó bấm nó phá thì nó không gắn vô khớp thì máy sẽ không hoạt động, nó không có bị đứt tay hay là nó bị ảnh hưởng vết thương con mình là nó nguy hiểm nha. Đây, tắt mới được. Đây có cái lỗ lấy ra ha, chút mình để vô đây cho nó chạy nè. Rồi nhưng mình ướm nha, khi mà làm khoai tây cắt sợi khoai tây á coi nó có vừa hay không, nó vừa ok. Có cái củ ở bên này á, nó to như thế này nè thì tiên phải cắt nhỏ gấp đôi gấp tư ra, còn nếu nó nhỏ thì để vô nó vẫn được. Ok bây giờ không có lấy ngón tay nhét vô nha. Để cái trái khoai tây vô và cái này ấn xuống, không có dùng ngón tay để nha, đứt tay. Rồi bây giờ ở đây là cái củ hành tây không có sắt, chai mất lớp, để cho luôn. Thấy chưa? Chưa đầy 20 giây xong. Nhanh chưa? Ngồi đó đứng mà cắt bàn tay nó lâu lắm. Rồi giờ tiên lấy ra cho mọi người coi cái này á, thì nó sẽ bị còn động một hai cái ở trên nè, ngồi mình dùng dao mình kéo cắt nhỏ không sao hết, nhanh lắm. Nhất định là không có lấy tay sọt sọt ngón tay vô nha nha các bạn, rất là nguy hiểm nha. Nó có cái cây này để nhấn xuống nè, cái này để đo nước, đo nhiệt độ đây nè, đo mililít này nọ đây nè, rồi mình lấy mình ấn nó xuống luôn. Rồi lấy ra cho mọi người coi cái sợi nữa nha. Đây là sợi to. Đây là sợi to, sợi khoai tây. Ha, sợi to ha. Để mình làm cá tóc phở bút phở bên này là khoai tây chiên á, lăn bột nọ chiên ngon lắm. Thêm gia vị. Còn cái này là hành tây. Tại vì ngồi cắt tay cho nó chảy nước mắt rồi khóc bù lu bù la thì để vô máy cho nó nhanh tiện lẹ. Rồi, đó. Làm chả giò thí dụ như khoai tây, cà rốt, là nấm hay gì đó mình muốn ăn gì ở Việt Nam, hay có gì củ cải trắng rồi gì ta quên lâu quá lâu ngày, củ sắn gì đó thì đó, khoai môn đó để vô cắt cho nó lẹ ha. Rồi giờ tiên đổ ra đây, tới tiên chở bề để cắt cà rốt. Đây cà rốt đây, chưa mấy cái này ra đi.
Bây giờ tiên gắn trở về nó, phải gắn cái chuột vô trước nha. Hồi nãy mình là bên cái lỗ lớn, bây giờ mình trở qua bên cái lỗ nhỏ nha. Cắt sợi nhỏ. Giờ tiên cắt cà rốt sợi nhỏ. Đó, xong lại vướng nó nè. Tiên hay bị nha, anh qua anh làm không bị mà tiên cứ hay bị nè. À, tiên hiểu rồi. Đừng có để xa quá cái này nè, để gần ở đây nè. Khi gắn vô cái này để gần đây nè. Để quay lại gần cho các bạn nhìn thấy rõ. Nè, cái nắp khi để vô gần gần bên đây nè, để khi tắt cái là nó qua luôn, còn để xa quá nó không qua tới cái khớp của nó. Mình là quen sao, thực tế dùng sao là mình quen vậy luôn, mình không có dối gian hay gì hết, cho nên là mình có sự cố gì mình cũng quay luôn cho các bạn các chị thấy, để khi gặp sự cố giống mình thì biết tình huống xử lý ha, chứ không cần chỉnh sửa cắt biết gì hết á. Rồi bây giờ tới cà rốt, tiên có mấy củ đây. Tại ở nhà thường cũng không có ăn nhiều, không có làm nhiều quá không ăn. Rồi cho nó chạy số 1. Rồi cái nắp. Rồi sử dụng cái nắp đó. Để hai củ cùng lúc cũng được nha. 4 củ luôn, tiên đã 4 củ cùng lúc cũng được luôn. 3 củ, 4 củ nhiều quá. Nhanh chưa, mấy chục giây xong. Đây, cắt sợi nhỏ. Còn mấy cái này trên á, xiên á thì lấy dao cắt cắt sợi ra, còn không lấy kéo cắt 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 cho nó nhanh. Rồi. Đây là sợi nhỏ sau khi cắt. Sợi nhỏ này làm gỏi nè, dưa chua hoặc ăn nước mắm á, cắt sợi nhỏ này bỏ vô cũng ngon lắm á. Nó nhỏ nhỏ vậy nè. Tùy ha, muốn lưỡi sợi lớn, sợi nhỏ. Rồi này là cắt sợi, còn các cái cắt lát. Máy Bosch 3200 nha các bạn. Bosch 3200 có thêm lưỡi cắt lát nữa. Tại vì tiên không có lấy ra đây đây, không có gần đây. Phải chạy xuống dưới nhà kho lấy cho nên mất công quá thôi. Sợ các bạn chờ lâu. Đó, Bosch 3200 thì gồm cái cối nè, lưỡi xay nè, lưỡi xay bén nè. Lưỡi xay bén để cắt làm giò sống ha. Giò sống thì mình làm hoài, làm nhiều lần rồi cho nên mình không làm trong cái video này. Đó, rồi cắt sợi nhỏ, sợi to, cắt lát nè ha, dày lát mỏng, thêm cối sinh tố nữa. Đang giảm giá ở Tiên Store nha mọi người, mình đang bán sale với lại lì xì Tết cho bà con đó. Mọi người cần thì có nhu cầu thì vô liên hệ ha. Ở Tiên Store hàng chuẩn cho từ ở đến xét, các bạn có nhu cầu hoặc câu hỏi hoặc cần tư vấn gì thì nhắn ở phía dưới ha. Rồi bây giờ Tiên lấy nó ra để Tiên làm tới cái cối sinh tố. Rồi bây giờ Tiên không sử dụng cái cối này nữa, để nó qua một bên. Để nó qua một bên. Bây giờ sử dụng tới cái cối sinh tố này. Cũng vậy nha, nhớ nghe cái tắt nha. Đó, tất cả nó phải nghe cái tắt hết. Đem cái thằng này qua đây. Rồi rửa tay, giờ tới làm music. Ta làm music thì nó gọi là gì đó, nước sinh tố gì đó, nước sinh tố á, sinh tố bơ, sinh tố xoài này nọ đó. Ví dụ cái cối sinh tố này nó tới 800W nữa. Nó theo công suất này mà một cái máy cối sinh tố không mình mua bên ngoài mà thường thì nó có 200-300W, maximum nó 500W rồi, là cũng nếu mà hàng Đức đó, là khoảng 1 triệu rồi. Nhưng cái này nó có sẵn trong máy, nó đạt tới 800W, nó rất là mạnh. Nếu mà mua máy có máy xay sinh tố không mà 800W, nó không dưới 1 triệu đâu. Mà nó kèm theo luôn cái máy này, nó rất tiện lợi nha các bạn. Hiện tại Bosch 3200 nó đang sale đó, mọi người cứ vô coi ha.
mua dùng cho nó nhiều thứ nhiều việc lắm, nhưng là để vô xay nhuyễn, nhưng mua sách trái cây thức ăn dặm của em bé để xay nhuyễn ra tất cả đều được ha. Bây giờ bữa nay Tiên làm xoài, làm nước nước yogurt và nước rau ua xoài. Nước rau ua xoài thì Tiên cần gì? Tiên cần rau ua nè, sữa nè, với sữa nè. Rồi với xoài. Muốn ngọt thì thêm đường nhiều, muốn không ngọt thì ít đường thôi ha. Vô xoài. Đây, mở cái nắp này ra. Rồi cho nó vô. Nhớ cái găng tay đi, Tiên rửa sạch rồi nha. Còn không thì lấy găng tay khác ha. Chứ đừng có cái cà rốt rồi khoai tây nãy mà để vô đây thì nó hôi mùi khoai tây với cái mùi hành tây. Cái này nguyên dĩa này mình sẽ xay ra hai lần nha, bởi vì một lần nó rất là nhiều, nó sẽ đầy cối. Khi sử dụng hàng của Đức á, lúc nào người ta cũng có để cái vạch maxima, nồi nấu hay là cái gì này nọ nó đều có cái vạch maxima hết. Ví dụ như cái này, cái cối này, coi cái vạch maxima của nó là để được tới đây thôi nha. Rồi khi xay thì nó trào lên, chứ đừng có để lên tới đây nha, nó xay trào ra tùm lum ra ngoài á, đừng có xài hơn cái vạch đó. Rồi đổ dầu ua. Dầu ua này, cái loại dầu ua này ở đây có Zan tiếng Việt gọi là cái gì ta, không biết luôn. Phô mai tươi hả? Khe giờ gọi là phô mai, còn gian là kem sữa hay gì đấy. Rồi hơi chua, cái tỏi nữa hơi chua quay, thêm tí đường quay, chắc thêm tí đường nữa, chua quá. Thêm tí đường thay, tí đường, tí sữa. Người nào không thích ăn ngọt hoặc là bệnh tiểu đường hay hạn chế ăn kiêng gì đó thì ít đường thôi. Này mình để chút xíu, chắc khoảng một muỗng đường đi, làm khỏi lấy cái muỗng. Rồi dẹp ngắm khoảng thôi, một ít đường thôi, không quá nhiều đường. Rồi sau đó phải có một chút xuất xịt hai tình lợi chất lỏng vô thì nó mới xây được. Không thì nó cũng xay được thôi nhưng nó hơi cứng. Mình muốn uống loãng hay là uống đặc thì tùy theo cái sở thích của mình nha. Mình muốn uống loãng cho mình cho nhiều sữa một chút. Các bạn muốn đặc thì cho ít sữa thôi, 10 ml sữa được rồi. Tôi cho nãy giờ là khoảng 20 mấy ml sữa rồi. Rồi ăn chặt. Rồi xay thử nha. Mới số 1 nha. Rồi bây giờ Tiên lên số 2 nha. Rồi chắc được 1 phút gì đó. Giờ coi ha, để Tiên lấy cái muỗng để múc ra cho các bạn coi. Trong cái hộp này hết muỗng, đi lấy cái muỗng coi. Đời của cây muỗng. Đây, thành phẩm của mình. Ui trời ơi, nó mịn chân luôn nè, thấy không? Được 1 phút gì đó. Ở đây không biết có người phân sáng không? Để Tiên vòng qua bên đây nè, các chị thấy không, nó mịn chân luôn á. Đây nó sần sệt vậy nè, thích uống kiểu sần sệt gì thì là ok, còn không thì lỏng hơn nữa hoặc đặc hơn nữa thì tùy khẩu vị của mọi người ha. Nó hơi lỏng lỏng như thế này nè là để vô cái máy đánh kem mini á, máy đánh kem mini Silvercrest ở nhà của mình, Tiên Store cũng có bán luôn á đó. Qua tháng 2 mình sale Valentine á đó, để vô cho nó đánh khoảng 20 đến 30 phút là nó thành kem ăn luôn nha, thành kem tươi luôn.
ice cream luôn. Để tiên thử. Ngon quá cháy bột chát luôn á. Quá quá là ngon. Ok. Rồi. Coi như là hướng dẫn sử dụng xong ha. Cái máy Bosch 3200. Nó có model, nó tên đúng, nó gọi là MCM3 Multitalent 3 MCM 3200. Mình làm biến đọc nó dài quá, tại mình bán quá nhiều cái model Bosch rồi. Thì mình chỉ phân biệt Multitalent 3 hay là Multitalent 8. 3 là nó dưới 1000W, 800W, 900W. Còn 8 thì nó từ 1000W trở lên đến 1250W. Mà nó xây đó rất nhanh rồi. Có chị hỏi còn cái nào mạnh hơn nữa thì không biết làm gì. Tại vì xây 500kg thịt mà Bosch Multitalent 8 á, xây 500g thịt nó mới có hơn phút rồi, nó nhuyễn dừ rồi, làm giò sống luôn rồi. Rồi mạnh hơn nữa để làm cái gì? Nó xây mà đâu phải máy đánh bột đâu, đánh bột cũng khoảng 1500W là nó cũng nặng rồi, cũng nhanh rồi, mạnh quá mạnh rồi, 1500, 1600 hết rồi. Còn cái này đây, từ để chút tiên cũng làm giò sống, làm chả lụa luôn, hấp làm chả giò, để đó ăn chấm nọ với nem chua nọ tết đó, bữa tiên cũng có làm nem chua đó đó. Rồi bánh tráng, bánh chưng, bánh tét, quên bánh tráng không rồi. Đây, nem chua nè, được 3 ngày 4 ngày nè, hả? Ngồi lấy ra ăn. Trời ơi, bên này đâu có bán mấy cái này tươi đâu, đông rá không mà có. Cho nên ở nhà làm đó. Không biết làm ngon làm dở mà xúm nhau bạn bè ăn quá trời ăn, khen ngon quá. Tại vì so với Việt Nam thì mình không dám so, nhưng so với bên này, mấy người Việt Nam bên này làm bán hoặc là hàng đông đá đó thì nó rất là dở. Cho nên thôi thà tự làm nhà ăn ngon. Ở Việt Nam cho dù ngoài làm ngon nhưng các chị phải tin tưởng người ta nha. Nhất là mấy cái nem này, người ta để thịt gì mình cũng không biết thịt gì, hoặc trái cây, người ta để trái cây hư, trái cây thúi, giò sống hoặc gì đó. Nói chung là an toàn, sạch sẽ trên hết. Ở nhà thì làm mình bảo đảm, mình biết mình bỏ thịt gì vô, thịt ngon, thịt dở, thịt tươi đó, mình bỏ đồ ngon nhưng mình tự làm, không có mất nhiều công sức đâu ha. Mình chịu khó xiên vô bếp chút xíu, đầu tiên là không có chuyên nấu ăn đó, là tay ngang đó. Rồi nói chung là lúc chưa lấy chồng là không biết gì luôn, không biết gì về điện. Mặc dù vậy nhưng mà bây giờ lấy chồng rồi cũng không biết điện là gì, chỉ biết xài sử dụng những cái máy hỗ trợ này thôi. Thì món gì tiên cũng làm được hết trơn á. Nhưng mà buông ra giờ kêu tiên làm bằng tay mà là không nổi nha, phải có máy hỗ trợ làm nhanh gọn lẹ. Ở bây giờ tới giờ trưa rồi, phải rước khỉ và đi nấu ăn, rồi đi cho khỉ ăn cơm, rồi phải chiều mình đi làm. Khỉ là con trai mình nha, tại nó phá mình gọi là khỉ, không có thời gian. Ok, các chị, các bạn, các chú, các bác, các cô, các em có nhu cầu cần tư vấn gì thì cứ comment ở dưới hoặc vào cái trang bán hàng tiên store, hàng chuẩn cho từ A đến Z hay là hàng gia dụng Đức. Còn không nữa thì muốn biết lướt sơ có mặt hàng gì để so sánh và lựa để theo nhu cầu của gia đình thì vào cái trang www.tienstore.net. Ngoài ra ở phía dưới cái màn hình ở bên góc phải có mũi tên, bấm vô là có số điện thoại Việt Nam của bạn Hương và bạn Quyên ha, để nhắn gọi điện thoại trực tiếp hỏi hoặc là nhắn Zalo hỏi cũng được ha. Gần tới Tết rồi, bữa nay là bao nhiêu ở dưới là 25 Tết vậy Việt Nam rồi. Sẵn đây thì chúc cô bác anh chị là năm mới, quan trọng là dồi dào sức khỏe ha, có sức khỏe cái đã, mùa dịch này dồi dào sức khỏe nha, may mắn ha. Phát tài phát lộc thì chắc xa quá thôi, mình trước nhất là sức khỏe đi, hạnh phúc chứ, an khang một chút xíu ha, trong nhà. Rồi bây giờ chỉ cầu vậy thôi chứ cũng không dám phát tài phát lộc, làm giàu làm có gì hết. Chào tạm biệt mọi người nha. Các bạn thích thì bấm like hoặc share giùm tiên. Cảm ơn.